Hello cả nhà, bữa nay mình chơi trò mới nha, đó là wax eyebrow. Chuẩn bị ăn tiệc cuối tuần rồi cho nên là phải wax eyebrow cho mấy bé trong công ty. Thì hôm nay em xài cái wax này là cái sensitive wax, nó có hai loại wax mà trong trong tiệm mình, tiệm em cũng để hai cái pot á. Thông thường là có nhiều chị thợ trong tiệm thì thích xài cái honey wax, nó strong hơn, nó mạnh hơn. Nhưng mà bản thân Ngân á với lại mấy bé trong công ty á thì em xài cái sensitive wax cho mấy bé cho nó không có bị nóng quá. Em không biết mấy anh chị thì sao chứ em á, da của em mà xài cái honey wax á, nó nhiều da khách nó mỏng, nhiều da khách nó dày. Thông thường thì mình xài honey, nhưng mà đối với những da khách nào mà nhạy cảm quá, mỏng quá đó, mà xài cái honey đôi khi nó hơi mạnh, nó sẽ làm lột da người ta. Thì cái em này em xài cái sensitive wax cho cái da của em, chứ không thôi là xài loại nóng quá hoặc là strong quá đó là em bị lột da trên con mắt em luôn á. Thì bây giờ ở đây là mình sẽ xài cái sensitive nha. À, cái que quát nè, đừng có xài nguyên que, nó tốn tiền. Tiết kiệm á. Ngân á thì Ngân không có xài nguyên que. Thấy có nhiều chị cầm nguyên que vuốt rất là hay. Em chỉ xài có nửa que thôi, cầm gần vậy nè cho nó mạnh. Ok. Rồi mình chỉ lấy cái mặt bên dưới thôi. Đó. Da khách á thì mình sẽ chùi trước khi mà mình quát nha cho nó không có dầu. Trời, quát trong tiệm là ăn tiền ngon nhất luôn á. Ok, mình đi một đường thôi, làm sao mình đi một lần thôi chứ đừng có quát đi quát lại chết cha. Cái gì cũng chuẩn bị mà nó không chuẩn bị cái giải quát cho tôi chết cha. Rồi ở đây có cái cây kéo, em lấy cây kéo không cắt. Ngay cái station quát mà cái hũ quát, cái hũ giải quát đem đi đâu mất tiêu, làm hú hồn mấy anh chị. Rồi, bỏ lên xong. Hô cái dưới đây giật cái vậy nè là nó sạch luôn, mấy anh chị thấy không? Nó sạch bon hả? Mà cái này nó không có quá strong cho mấy cái da mỏng. Ok. Còn có chị hỏi là cái miếng giải quát em cắt làm sao thì thông thường là em ngồi trong tiệm á, mà rảnh á là em sẽ cắt cho nó có cái độ cong tí xíu thôi. Cái này nãy mình cắt gấp, thông thường á em cắt cho nó có cái độ cong hơn chút xíu vậy nè. Đó, ngồi cắt ra một cái hũ bự thiệt bự để dành cho thợ nào tới cũng quát được, không có cần phải đợi. Nhưng mà mình cắt một lần không có phải miếng gì à, sắp lại thành ba bốn miếng, ba bốn lớp á, mình cắt một cái cho nó nhanh. Đó, cắt cho nó hơi cong ở ngoài cái phần đầu rồi đi xuống vậy đó. Rồi. Rồi bây giờ tới cái lớp ở trên. Cũng lấy giống vậy. Mình canh mình đi cho nó mỏng thôi. Ok, cái góc chỗ này mình đừng có đi nó dày quá nha. Dày quá khi mà mình đè xuống á nó bị chảy, nó dễ nó phạm vô cái chân mày người ta, nó mất nguyên cái đốm đó là trời ơi, nó quýnh mình chết. Cái chân mày của khách nó quan trọng lắm, cái mặt tiền mà. Khi mà em để lên thì em cũng để lên vậy nè, vuốt. Rồi, đợi dịnh dưới đây nè, dịnh ở dưới góc này nè để cho cái da người ta nó căng ra đó. Mình giật lên cái là nó sạch bon luôn, mấy anh chị thấy không? Còn cái shape của chân mày á thì mình làm sao mình phải nhìn coi là mình tập cho quen những cái shape nào mà nó phù hợp với cái hiện tại, cái thời điểm bây giờ á, tụi trẻ nó không có phải đi chân mày mỏng quá, nó đi cũng tương đối là dày và tự nhiên. Ở đây thì em thẳng ra nè cho hai bên nó even đó. Tìm mấy anh chị xài cái quát nào, cái loại mà trắng đục này á thì nó nhẹ nhàng hơn cho da mỏng, da nhạy cảm. Chỗ đó mình chùi ra được. Đẩy ra, đẩy lên cho thẳng rồi tới đây mình xuống, mà mình đừng có cụp xuống quá. Mình đẩy cho nó lại lại ra đó, cho nó nhìn nó tự nhiên cái chân mày.
Rồi tới cái lần cuối cùng á, để tiết kiệm cái giấy quát luôn á, em đi sẽ đi luôn cái chính giữa này. Để ra đây nè, đó, vuốt xuống một cái, trời quát trong tiệm ăn tiền đã lắm anh chị, một một cái quát không biết tiệm mấy anh chị bao nhiêu, tiệm của em thì trong khu đó là 15 đồng cho một cái quát chân mày, vô làm bụp 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 là xong. Rồi bây giờ mình canh hai bên mình chùi chùi sơ, và sau đó là mình lấy cây nhíp để mình tỉa lại, coi coi là chỗ nào mà nó chưa đều quá thì mình tỉa nó lại. Chùi cái này thì mình xài cái pre-wax hoặc là mình xài cái baby oil á, cả hai trong tiệm là mình có cả hai baby oil rồi, thì mấy anh chị mua của ở đâu cũng được, Johnson Johnson đó. Thì cái đó là em thấy xài cho khách nhiều, nhưng mà một số khách họ bị dị ứng với baby oil cho nên cũng phải xài qua cái pre-wax. Cái nhíp này là cái nhíp để nhổ chân mày rất là sướng nè. Rồi chỉ giữ như vậy thôi, không có đi nét quá, một cọng duy nhất chỗ này. Rồi đi qua bên này cũng vậy, cái đầu chân mày mình đi một cọng này đi ra cho nó đều hai bên. Rồi ở dưới đây nè, em rất là ít tỉa chân mày của khách, tại một số khách họ không thích tỉa đó, để vậy thì nhìn nó phua nó tự nhiên hơn cho khách. Tỉa xong nó hay bị chỉ, người ta không có thích. Tùy thôi nha mấy anh chị, mình không có khẳng định là nó sẽ apply được hết cho tất cả các khách, nhưng mà một số khách thông dụng của mình, khách mà mình làm nhiều, khách trẻ đó, thì nó sẽ có một cái style riêng cho nó. Okay. Rồi nhìn cả hai bên nó đều hay chưa, còn cái đuôi chỗ này thêm một cái cọng nữa không. Ok xong rồi đó, ra cái chân mày của nó, mấy anh chị thấy nó tự nhiên không đó, không có bị nét quá, cho mấy bạn trẻ thì mấy bạn không có thích nét quá. Rồi xong một người, tới người thứ hai đó. Michelle ơi, rồi đứng dậy đi, tháo tóc ra thôi, đừng tháo khẩu trang nó quýnh chết. Rồi ở đây á, là mình có cái này, nó gọi là cái sensitive wax, để em lấy cái hũ cho mấy anh chị coi nha. Ok rồi đây nè, không biết nó nóng quá dở lên được không, à cũng không tới nổi, bốc lên được nè. Trong cái pot này mình dở lên về để mình clean cho nó dễ đó mấy anh chị, còn nếu như mà nó trực tiếp xuống đây luôn á, mình clean nó rất là khó. Còn cái này mình dở lên về mình clean nó dễ hơn. Đây là cái sensitive wax mà em xài nè, đó chỉ có 8 đồng mấy con hũ thôi à, mà mình xài được rất là nhiều. 8 đồng mấy quát một cái chân mài lấy vốn rồi, rồi còn một đống con nước còn lại lấy lời đã luôn. Còn cái này là honey thì cái này mọi người xài nhiều hơn, nhưng mà ai mà thích có hai loại để cho khách lựa chọn, cho khách da mỏng da dày á, thì mình lấy hai loại và mình bỏ vô hai cái spot kế bên nhau. Rồi thông thường thì em để cái nhiệt độ nó khoảng around 90-95, tùy theo là mình để sao. Nếu mà để nóng á thì khi mà mình quát thì mình phải chịu khó mình thổi một chút xíu, còn nếu như mà mình để cho nó ấm á, thì mình lấy ra mình để lên liền, thì tùy theo là mình muốn như thế nào, tùy thôi. Nhắm mắt lại nha, chân mày này là phải hoàn toàn reshape luôn nè, nó không có nó không có shape lâu rồi, bé này không có quá, chỉ có tiệc là bà bắt đầu bà điệu. Mình chùi đi cái da dầu của khách trước khi mà mình quát xem. Rồi ở đây thì mình không có cái giấy cho nên là em xài khăn giấy để em clean. Cái que này nè, thường em bẻ ngắn lại để cho nó có cái lực, còn nếu mà để dài á nó tốn cái que. Còn nếu như mà ai quen thì mình để dài cũng được, cũng không có phí bao nhiêu, que của nó cũng rẻ rề. Ok. Đi thẳng từ dưới đi lên, kéo thẳng ra.
tùy theo mỗi một người khách của mình. Ví dụ như người ta là dân dân phòng, dân không có make up nhiều thì thông thường em thấy là người ta giữ cái chân mày nó theo cái shape nó tương đối to, nó không có bị mỏng quá, trừ khi mà mấy người mà thích make up đồ này kia thì người ta sẽ lấy nó mỏng hơn. Ok, mấy chị đi nè, tạo cho nó thành cái nét luôn như cả nhà nha. Cái này là khi em cắt, em mấy chị thấy cắt cho nó có cái độ hơi cong cong không, thì khi mình để lên chân mày nè, mình bẻ mình uốn cho nó ôm theo cái chân mày vậy luôn nè. Đấy, vuốt cho nó nằm xuống. Rồi sau đó dịnh nó đi nè, giật một cái nó ra sạch bon nè. Nên chị thấy nó ra cái shape cho chân mày người ta liền đúng không? Mà nó tự nhiên hơn. Bên này thì nó dày. Rồi bây giờ chủ yếu là làm sao mà cho hai bên nó đều mới quan trọng. Chứ làm bên xong bên nó không đều mới mệt. Đó, lên đây là mình cong xuống. Bên chị có tin đó là em từng làm trong tiệm quát chân mày, tại vì mình lấy khách mình dồn lại một ngày chị đứng quát chân mày với làm eyelash mà mi chùm á, mình làm ngày từ sáng tới chiều luôn, hai cái chớp đó thôi, không có dồn nail vô ngày đó, để cho mình organize khách nó dễ hơn, lấy hẹn tính thời gian nó dễ hơn á, là nguyên một ngày từ sáng tới chiều làm ra 700 mấy 800 luôn á. Đó là trước đây lâu rồi đó nha, sau này đâu có dám, đâu có làm đâu. À, nhường cho thợ làm. Ok, em đi luôn cái ở giữa nè, để cho mình xài luôn một lần một cái miếng quát đó. Một cái miếng vải. Ok, cắt cái đường cong bên chị thấy nó tiện không? Rồi xếp cái miếng này lại rồi mình giật ở đây luôn nè. Em thấy nếu mà nó có dư bên ngoài mình lấy miếng vải mình chùi nó sẽ sạch hơn là mình lấy cái khăn mình lau luôn, cho nên là cố gắng dùng cái miếng vải để mà mình chùi. Ok, để mình coi là nó đều nha, chứ trước khi mà mình chùi chúng tôi nó sẽ bị dầu. Rồi, tương đối rồi đó. Em xài ở đây là baby oil nha mấy anh chị nha. Rồi sạch bon. Khi mà mình quát xong mấy là tương đối nó cũng đã sạch rồi, không có cần phải chùi nhiều quá. Chỉ chùi đi cái lớp sticky của nó thôi. Rồi, vậy là xong. Hộp quát và máy quát bên em có bán hay không? Dạ có, chị Hiền mình có đầy đủ luôn. Cái loại này là loại mà em xài trong tiệm mà mình thích á. Thì mình đã xài mình thấy quen mà nó không có bị bên khách được nhiều, cho nên là nail job có carry để cho mấy anh chị nào thích thì mấy anh chị có thể xài. Anh chị nào muốn mua cái pot quát thì cứ để cái comment đi rồi tụi em sẽ liên lạc cho. Rồi, thank you mọi người. Công ty mình sắp có loại hộp để quát cho bikini hay không? Dạ có chị, chắc khoảng tuần sau là tụi em sẽ có, nó gọi là hoa quát á. Thì tuần sau mình sẽ có quát, cái này là quát cho chân mày và quát cho face, thì em vẫn thích quát cho face bằng cái hoa quát hơn là xài cái loại quát này. Quát này thì em thích xài cho eyebrow, cái hoa quát thì tuần sau em có là xài cho body và cho face, thấy nó nhẹ hơn, nó đỡ bị burn hơn cho người ta, đỡ đau hơn nữa. Rồi, thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại ở video kế tiếp nha. Bye bye.